Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án nhận 5 triệu token có ký hiệu là Dot Vcoin nè các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi làm tag chatbot bên. Rồi các bạn bấm join này rớt. Nhưng đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nè. Join kênh group nè. Rồi bấm đáp lên. Các bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi bấm đáp lên. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet Binbot với hashtag nha bạn. Nhà tăng 3 người bạn chứ. Trên tại Twitter nó bạn theo dõi. Bạn like nè, các bạn chụp dạng tại tweet. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào các bạn. Tweet lên, phải viết cái game không ta, đúng rồi. Rồi sau đó thì các bạn bắt up lên nè. Bấm vào register. Rồi các bạn lướt cấp trang nha bạn, phone là cái điện thoại. Rồi dùng đầu tiên các bạn đi chỉ email các bạn vào nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn gửi địa chỉ với Binbi, sao mà trên các 20 trên với chocolate của các bạn nha các bạn. Sao chép nè. Gửi lại cho bot nè. Rồi sau đó gửi đường link và profile tại Twitter của mình nè các bạn. Thì bạn nhập avatar của mình, nhập vào hồ sơ nè, nhấp vào ba gạch cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Gọi là cho bot nè. Sau đó submit lên retweet nè. Thì các bạn mở tờ Twitter tất cả bạn gan nha các bạn. Các bạn nhấp vào anh avatar của mình, nhấp vào tờ tweet chia sẻ, sẽ chép liên kết tờ tweet nè. Gọi là cho bot nè. Sau đó bấm menu nè. Rồi bấm Malaysia để check số cần mà kiếm được. Ok, mình đã nhận được 5 triệu tôi cần có ký hiệu là Dot Bitcoin nè các bạn. Mọi người cứ ghép chia sẻ cho bè những cái thằng để kiếm thêm tôi cần các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.